Hello, chào tất cả mọi người nha. Mình là Long đây. Thì hiện tại hôm nay mình đang đứng là vị trí là xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha mọi người. Hôm nay mình quay cái bức này á để mọi người tham khảo. Đây là mảnh đất này, đất vườn mà diện tích là nó thật sự luôn nha, trên sổ là 2.300 mét vuông. Đó, nhưng mà ở ngoài chỉ 1.500 mét vuông thôi. Cái sổ thì 2.300 nhưng mà thực tế đất á chỉ có 2.500 thôi, nên người ta bán, họ chủ nhà bán thực tế theo đất là 1.500 đó, giá là 950 triệu. Đó thì nói chung đây là nguyên một vườn mít luôn nha mọi người, nguyên một vườn trái cây luôn. Thì đất này tự tự một cái view vậy đó, thì trên đấy cao và chuyền xuống kia là dưới kia có một con mương, tự tự một con suối đó, nói chung nhỏ chứ không phải lớn nữa, mình kêu con mương đi đó. Thì cũng có nước, nói chung là nước chảy qua năm luôn mà riu thôi đó. Thì nói chung mình nói luôn, miếng đất này nó cách con đường Lăng Lớn Mỹ Xuân Ngãi Giao á là chỉ làm 40 mét thôi, tiếu tính đường chim bay nha mọi người, chỉ 40 mét thôi. Mọi người đứng đây nghe xe chạy không đó, thì nó cho nên mình không đi đường này được, nên mình chạy vòng đó, mình chạy vòng con đường này. Thì con đường này thực sự rất là nhỏ, nói chung chỉ 2 mét thôi đó. Chúc mình sẽ cho mọi người xem con đường xá như thế nào nha. Thì hồi nãy mình có nói sơ là cái không gian đất và con đường sáng thế nào rồi. Thì bây giờ mọi người thấy không, đây nè, đường điện nè, điện đài đó tới nơi hết rồi. Thì thực sự đây cũng có nhà này á, tưới cũng có cái giếng khoan rồi, điện nước đầy đủ rồi. Thì nói chung là con đường này á, thực tế là con đường này chỉ nhỏ nha mọi người. Đường này vô rãnh người ta á, là cũng điện đi nè, mọi người thấy không, là biết con đường nhà nước rồi. Mà chỉ 2 mét thôi. Đó, còn con đường của mình ngoài đây á, có thể hơn. Đó, đây là mình đi ra ngoài ngoài Ngãi Giao nè, Mỹ Xuân Ngãi Giao thôi, được vậy nè, là chỉ có đâu 2 mét mấy 2 mét rưỡi á. Thì con đường thực sự hiện tại bây giờ nó hơi khó đi chút xíu đó. Thì nếu anh chị nào mua miếng đất này về á, thì mình bào sơ đi và mình đi vô. Thì nói chung thực sự á, nếu ai đi xe hơi thì mình chỉ mới làm thôi, còn nếu mà anh chị nào mà làm nhà vườn hay là mua để đây hay lâu lâu mới về lần á, mình đi xe máy cũng được. Tại vì đây á, cách con đường Mỹ Xuân Ngãi Giao rất là gần luôn, chỉ tính tiền chim bay 40 mét mà tìm chạy vòng đâu đó tầm chưa đầy 100 mét trở lại, cho 100 mét đi trở lại thôi là tới rồi. Nên con đường này chỉ 2 mét rưỡi thôi nha mọi người, đó đi xe máy thì ok đó. Thực sự cho nên mấy miếng đất này mới có cái giá này là 950 thôi. Nếu mà miếng đất này mà đường ô tô, thực sự miếng đất này tỷ mấy rồi đó. Đây không gian đất nha mọi người nha. Thì nói chung là mình chạy vào trong cũng còn hộ nữa, cũng còn một vài hộ nó tại đường điện chạy vô này mà, thấy không đó. Đây thì ranh giới nói chung là cũng rất rõ ràng rồi. Đằng sau đó thì là mương nước là làm cái ranh, còn trước này là mặt tiền. Thì từ cái cây đây, từ cái bụp này nha mọi người nha, đó hàng bụp này, đó thấy cái điện này chứ, đó cái điện đó, và chạy dài qua đây là đó mặt tiền cũng được mấy chục mét đó, dài qua đây, dài qua tới cái điện ở đây, đó cái điện đó là ngay xe mình đó, đó thì là tới ranh, và ranh đó tới đây thì sẽ đâm dài xuống kia đó. Đây, bắt đầu mình bước vô đất nha mọi người. Đây là không gian đất nè đó. Mọi người xe chạy nghe xe chạy không đó. Ủa rất là ồn luôn, sát, tại vì đây là sát bên đường. Nói chung thực sự đây cũng có khu dân cư nữa, đây có nhà nữa, chứ mình sẽ chạy ra cho mọi người xem nha. Đó, đây là mít nè, không gian đất nè. Thì đất này nói chung là đất thịt, phải đất đỏ đó, đỏ lờ chứ phải đỏ hết 100%. Ở đây hỏi đang cho mít chín đâu mà thơm dữ ta. Mít nè quá trời nè, đây chùm bọc nè đó. Mọi người nhìn kỹ nha, mình quay cho mọi người thấy xe chạy luôn nè đó. Mình nhìn kỹ ngay đây nha đó, thấy xe chạy không? Tại vì đây đó mình thấy xe chạy không? Tại vì đây là cách con đường đó làm 40 mét, tôi đứng đây thấy xe chưa, thấy đường ngoài đó rất là gần nha. Đường là đường liên tỉnh nha, mà liên tỉnh liên xã vậy đó, nó là đường Mỹ Xuân Ngãi Giao đó. Mà thấy xe tốc hành chạy kìa, xe đò đó. Vị trí đất mình đây, mít đây chỉ họ chỉ trồng mít thôi, ngoài ra không trồng gì hết.
Mít thì cũng tốt ghê, trái quá chừng trái luôn. Ồ, bao bọc hết rồi. Đó. Thì đây cũng có cái ranh nè, ranh này là cũng hàng một chứ kiểu là ranh nè. Đó rồi, thì mình chỉ quay sơ không gian đất này thôi. Khách nào anh chị nằm thiện chí á thì về xem đất trực tiếp hay hơn nha mọi người. Thì bây giờ bắt đầu mình chạy từ đây, mình chạy ra ngoài đường lớn khu dân cư như thế nào cho mọi người xem nha. Rồi, đây là không gian đất này nha mọi người. Bắt đầu mình chạy ra, nhưng mà có đây con đường này 2 m, làm hai bên cũng đâu được mà dẹp ra cây cối ra cũng 2,5 m á. Thì mình nói luôn, thực sự miếng đất mình nằm trong khu dân cư là khu bằng cờ, thì miếng đất mình phủ hồng 100%, phủ hồng hết đất luôn. Nhưng mà thực sự bây giờ khu vực chỗ đất này người ta hạn chế cho lên thổ cư, nên tạm ngưng lên thổ cư thôi. Nhưng mà sau này á, một thời gian sau họ sẽ cho lên thổ cư, tại vì đất mình nằm sát con đường lớn luôn và đất mình nằm trong khu dân cư đó, là phủ hồng hết luôn nha mọi người. Thì giờ bắt đầu mình chạy ra ngoài cho mọi người xem nha. Đường thì nói chung thực sự nó hơi nhỏ. Cưa chọn hết đi. Thấy nhà không? Đường cũng rộng á, chứ bây giờ đây cũng rộng, đây cũng 3-4 m á, nhưng mà đây cây cỏ ra mình nhìn thấy chỉ có 2 m thôi. Đó, đây. Đây là đường lớn. Mọi thấy không? Đây là con đường quốc lộ. Mọi thấy không? Xe chạy kìa. Đó. Con đường này là đường quốc lộ, đường này là đường Mỹ Xuân ngã giao đây nha mọi người. Đó. Đất mình chỉ cách một căn nhà thôi, chỉ cách một căn nhà này thôi nè. Đó là đất mình ở sau lưng nhà này, là con là cách đường này nè. Đó, mọi thấy rất là ok không? Tại vì nói chung là rất là gần luôn. Đó. Nên giá này mình thấy cũng phù hợp. Đây. Thấy đường không? Đó, đường lớn ghê không? Mỹ Xuân ở giao đây. Đó. Rồi thì chúc mình về sẽ cho mọi người xem vị trí Google Maps vệ tinh như thế nào nha. Rồi chào cả nhà.